Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của mình. Hiện tại lượng đang ở khu vực thị trấn của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người khu vực chợ phiên ở nơi quê mình sinh sống nhé. Ở đây thì cứ mỗi sáng chủ nhật ấy, thì bà con người vùng cao ấy, họ mang những cái đồ đặc sản họ đào được trên rừng, trên đồi về, mang ra đây bán để họ kiếm tiền thu nhập mà để mua gạo là mua ít đồ dùng sử dụng trong cuộc sống nhá. Ở đây thì nói chung là người ta bán rất nhiều các loại đặc sản cũng như là rau với lại hoa cỏ người ta lấy trên đồi về. Bây giờ mình sẽ mời mọi người khám phá cái chợ phiên này cùng mình. Đây là ít măng rừng đây. Còn đây là lá cây để ăn trầu nhá. Ở đây thì chợ này ta cũng khá là sớm nhá. Tầm mùa này tầm 6:30 bắt đầu họp, xong là đến tầm 9:00 tan rồi. Đây có ít măng rừng này mọi người ạ. Ở kia có mấy cái chổi người ta tự làm nữa. Đây là mấy con chim sáo này. Đây là mắc khén này. Bên này là hạt dội nhá. Ở đây có một cái gốc sâm cau này. Còn cái củ đen đen này củ gì hả cô? Sâm cau đen à? À vâng. À. Sâm cau đỏ với sâm cau đen. Cái cả gốc cây luôn à? À hai gốc. Hai gốc sâm cau. Khá là to này mọi người ạ. Đây có đào trên đồi về à? À. Còn cái này là sâm cau đen mang về ngâm rượu. Đây mọi người nhìn thấy bó sâm cau đen này. Đấy. Sâm cau đỏ. Còn cái này là dứa rừng này. Quả này thì chứa các bệnh sỏi thận rất là tốt. Mang về đun nước uống này. Cái này phòng ngừa các bệnh sỏi thận cũng khá là tốt nhá. Các bệnh liên quan đến thận mang về đun nước uống. Ôi, đây có một lồng chim chảo mào luôn này. Cái này là củ khúc khác à chú? Cái này là củ khúc khác à? À vâng. Còn đây có bà cô bán bánh này, quả núc nác và măng khô nhá. Ở góc bên này người ta bán rất nhiều sâm cau nhá, sâm cau đen với lại sâm cau đỏ khá là nhiều. Này sâm cau này mình đào về lâu chưa cô? Sâm cau này mình đào về lâu chưa? Đào về lâu chưa? À, lâu rồi. Này lấy trên rừng về nhỉ? Này sâm cau đen này à. Cây nó to không? Ờ nhưng mà nó cây nó to không ạ? À? Cây nó to. Cây to. Cây to à? Đấy củ nó to này nhỉ? Vâng. Là sâm cau đỏ. Bó này chắc không ạ? 2 cân. 2 cân cơ à? Cái này là khúc khác hả cô? À. Sâm cau đen nhá, mang về ngâm rượu hoặc là đun nước uống. Tác dụng nó cũng như kiểu sâm cau đỏ đấy mọi người ạ. Còn đây là củ sâm đương quy này. Đây có ít măng rừng này, dứa rừng. Rồi là quả núc nác nữa nhá. Củ cải này nhà mình trồng đấy à? À vâng, cả gừng nữa này. À bên kia có cả tổ ong. À đây là ong bầu trời nha mọi người ạ. Cái củ kia là củ khúc khắc à bà? À khúc khắc. Đây là chuối này. Đây là sâm cau. À, đống rau dớn nữa này. À, ở đây có ít hoa chuối rừng này. Bán được nhiều hàng chưa cô? Có bán được đâu. À vâng. Chuối chú. Bán được đâu mà. Vâng. Cái này là cái cây gì anh ơi? Dây bổ máu. À dây bổ máu à? Mang về đun nước uống ấy nhỉ? Uống với ngâm rượu ấy. Ngâm rượu được à? Ngày ngâm rượu chắc rượu nó đỏ lắm ấy nhỉ? Cả bình. À. Cây này to thế.
dùng già mới có đấy nhờ. Dùng già mới có. Đun nước uống. Cái này về có phải phơi khô không hay là... Phơi khô chứ. Về có phải phơi khô không? À, phải phơi khô à? Đây là cái vỏ cây đèn trâu. Còn đây là quả núc nác nha. Đấy, ít măng nữa rừng. Chai này chai mật ong hả cô? Chai này mật ong hả? Có phải chai mật ong hả? À, mật ong à? Vâng. À, ở đây có một ít phong lan này. Với cái này là cái hoa chuối rừng. Và cái ngọn cái đao mang về để nấu canh nhá. Đây là ít lá đắng này. Đây cũng có một ít cái chuối hột rừng, hoa chuối. Còn đây là chuối hột rừng này mọi người ạ. Chưa, cái đen đen kia là cái gì đấy ạ? Sâm béo. Sâm béo á? À, sâm cau. Sâm béo cái tác dụng để làm gì đấy? Rượu à? Ngâm rượu để làm gì? Nói chung là những cái loại rau củ quả người ta mang ở trên rừng thì ra đây bán rất là nhiều nha. Hoa chuối này, măng này, rau rừng như kiểu rau dỡn này. Cái này là gạo nếp cẩm nhỉ cô nhỉ? Gạo nếp cẩm. Cái này giống hạt nhỏ nhỉ cô nhỉ? Bán nhiều măng nhỉ bà nhỉ? Đây có mấy quả dứa rừng này. Này mang về đun nước uống khá là tốt nha mọi người nhỉ. Chữa bệnh thận, phòng chống sỏi thận rất là tốt. Đây có bó sâm cau nữa này. Bán cả chó cả mèo. Chó cả mèo. Nó hiền hiền thế nhỉ? Nó hiền. Không phải, nó mang ra đây nó sợ. Sợ ô tô. Cái này là củ khúc khắc hả cô ơi? Ông bảng đấy. À, khúc khắc. À, sâm cau. Sâm cau đỏ và sâm cau đen. À, đây là cái sâm đương quy này. Nói chung củ khúc khắc khá là nhiều nha mọi người ạ. Người ta đào trên rừng mang đi bán này. Và mang bắt độ. Cái này là sâm đương quy. Quay chơi. À, đây là cái lá khôi nhỉ cô nhỉ? À vâng, lá khôi. Quả núc nác. À, đây có sâm đương quy này. Cũng khá là to. Cái này thảo quả chứ anh nhỉ? Ừ. Vâng. Có mỗi hai chùm này thôi à? Hai chùm này thôi. Ơ sâm đương bi, sâm đương quy ở đây củ bé nhỉ? Ừ. À, một bó lá khôi. Ở góc này người ta cũng bán khá là nhiều củ sâm đương quy này. Củ rất là to nha mọi người ạ. Mà này mang về ngâm rượu thì khỏi phải bàn rồi. Rất là thơm này. Và nấu canh gà. Và hầm xương các thứ. Gà đẹp nhỉ. Gà này gà lai nhỉ. Gà tre. Tre lai rồi chứ không phải tre nguyên chính hãng nó đâu. Gà tre đem tay trắng ấy. Bình thường chem gì nó to thế này, bị lai rồi, đúng không? Lai chỉ có bệnh nặng thôi. Ủa, chắc chắn là chúng ta
rồi. Có cái gì là sao mà cả cái bánh này mà là già thì biết thức rồi. Thế là cô không chỉ mua đi. Ai chả biết là 10.000 một cây, 10.000 chỗ này quá thì nó đi lấy. Thế con mà bốc cái này. Thế là cái này. Thế là cái này. Thế là cái này. Thế là là để về ngâm rượu à cô? Đúng nó uống được nó. Ở đây thì nói chung là bà con người ta bán hàng ở hai bên cạnh đường nhá. Ở vỉa hè khu vực nào mà có chỗ trống người ta sẽ bày bán những cái mặt hàng đặc sản và những cái loại rau rừng ra bán. Như vậy là mình cũng vừa giới thiệu với mọi người xong cái phiên chợ ở huyện Bảo Yên mình. Phiên chợ mà bà con người Hơ Mông người ta mang những cái đồ đặc sản ở trên rừng xuống khá là nhiều nhá. Giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây mọi người ạ. Ai có nhu cầu mua gì thì hãy liên hệ với mình, số điện thoại mình để ở phần mô tả video nhé.